Xin kính chào thầy cô, xin kính chào tất cả các bạn. Mình tên là Đỗ Duy Tân, năm nay mình 10 tuổi. Mình học lớp 5-5, trường tiểu học Nguyễn Minh Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây mình xin trình bày sản phẩm lập trình của mình với chủ đề Việt Nam, 9 tháng đại dịch Covid-19. Trong sản phẩm này mình thiết kế với các nhân vật sau. Bác sĩ, thuốc, vaccine, là túi khẩu trang, nước sát khuẩn và trái tim. Ơi, con virus corona, hình ảnh 9 tháng, cấp độ dễ, lúc chọn cấp độ dễ, trung bình và khó. Và mình cần làm thêm khối lệ, mình làm thêm cả hình pháo hoa và cả khối lệ hết giờ và trái tim. Cả hình trái tim này nữa. Và khi mình bắt đầu chơi thì mình sẽ nhấn vào lá cờ màu xanh. Chương trình cho mình 3 trái tim để mình chơi. Khi chơi mình sẽ ấn vào nút trái và phải để chơi. Mình sẽ lựa chọn cấp độ dễ, trung bình và khó và mình chơi. Khi mình chơi, nếu mà mình nhặt được viên thuốc thì sẽ được cộng 1 điểm, nước sát khuẩn được cộng 3 điểm, rồi khẩu trang được cộng 3 điểm, gạo thuốc được 7 điểm. Và khi mình chơi được 100 điểm thì mình sẽ có hình nền chiến thắng hiện lên. Chúc mừng mình đã chiến thắng trò chơi Việt Nam chống lại dịch Covid-19. Và ở đây có thêm một cái biến tính giờ. Khi mà mình chơi thì thời gian ở đây sẽ được đặt là 1 phút 30 giây. Khi mà mình chơi, thời gian sẽ giảm dần và giảm dần. Nếu như thời gian này bằng 0 mà điểm chưa đạt 100 thì sẽ hiện khối lệnh hết giờ rồi và chương trình dừng lại. Để lập trình trang phục này, mình đã sử dụng rất nhiều trang phục. Đối với trang phục thuốc này, mình đã làm ra 6 cái trang phục, 6 trang phục ở đây. Và để làm được điều đó thì mình đã đầu tư ra rất nhiều thời gian công sức để xử lý hết tất cả các cái chỗ này sử dụng để chạy bình thường, cách bình thường. Đối với nhân vật bác sĩ và các nhân vật khác thì cũng đơn giản rồi. Và nhân vật dễ, trung bình, khó thì sẽ kiểm tra sử dụng khối lệ kiểm tra. Nếu ấn vào nhân vật này và mình sẽ chơi thử 5 điểm đạt từ 100. 3 điểm à, và thời gian chưa hết giờ. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Mình vẫn luôn giữ tay để sinh khí khắp nơi ở quanh mình và giữ tinh thần phú nhà vượt qua gian khó. Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lính mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, chiều mười ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương quốc
xuất ra để làm cái tất cả mọi thứ trong cái dự án này. Và chắc các bạn đều biết thành phố Hồ Chí Minh nơi mình đang sống vừa đã trải qua một đợt dịch Covid-19 nặng nề nhất từ trước đến nay, với rất nhiều mất mát đau thương. Không chỉ lực lượng tuyến đầu tại thành phố Hồ Chí Minh phải chịu khó khăn, vất vả, hy sinh, mà còn biết bao những chiến sĩ áo trắng, áo xanh khắp các tỉnh, thành phố đã không ngần ngại rời xa những người thân, vác ba lô lên đường chống dịch. Mình luôn thầm cảm ơn những hy sinh thầm lặng ấy. Và vì trong sản phẩm này mình đã sử dụng những các hình ảnh, các thông nền thay cho lời cảm ơn đến các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, mình đã thay lời của bài hát Việt Nam ơi đánh bay Covid làm nhạc nền cho dự án, với một niềm tin mãnh liệt rằng Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19. Mình vừa trình bày xong mình đã trình bày xong sản phẩm của mình với chủ đề đoàn kết chung tay vượt qua dịch Covid-19. Cảm ơn thầy, cô và các bạn đã lắng nghe. Nếu thích trò chơi này thì các bạn hãy like, share và comment mình và bình chọn cho mình nhé.